cách nạp giấy đúng cách và nhất là đối với những người mới sử dụng máy in khổ lớn. Vậy thì hôm nay Vân Hà sẽ hướng dẫn các anh chị nạp giấy vào máy in khổ lớn HP đúng cách, làm sao để có những cái bản in màu sắc đẹp nhất. Hôm nay thì Vân Hà sẽ hướng dẫn các anh chị nạp giấy ở trên chiếc máy HP DesignZ T1708. Đây chính là chiếc máy mà có thể nạp vào đây nhiều loại giấy khác nhau cùng một lúc, từ khổ A4 đến khổ A0, và nó sẽ có hai cách để nạp giấy. Một sẽ là nạp từng tờ giấy rời và hai sẽ là nạp giấy cuộn. Sau đây thì Vân Hà sẽ hướng dẫn các anh chị nạp giấy từng tờ rời, và trước khi đến với nạp giấy thì chúng ta sẽ có một vài thao tác cơ bản ở trên màn hình điều khiển. Chúng ta sẽ mở màn hình điều khiển ở trên máy và chọn biểu tượng có chữ Paper. Roll sẽ là giấy cuộn, còn Sheet sẽ là giấy rời. Bước 2 là chúng ta sẽ ấn Load. Sau khi mà ấn Load thì màn hình sẽ hiện ra các tùy chọn về các loại giấy. Hôm nay thì Vân Hà sẽ hướng dẫn các anh chị ở trên loại giấy thường thì Vân Hà sẽ chọn Bond Encoded Paper. Và tiếp theo đó là anh chị hãy cuộn xuống và chọn Blend Paper. Sau đấy thì ấn mũi tên màu xanh. Sau khi mà ấn vào mũi tên màu xanh thì màn hình điều khiển sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để nạp giấy vào. Bước 4 là bước cuối cùng, và đây cũng sẽ là bước quan trọng nhất, đấy chính là nạp giấy vào máy. Anh chị để ý khi nạp giấy rồi, có các vạch kẻ trắng và thông số của khổ giấy. Vạch kẻ trắng thì để xác định lề giấy, khi mà cho giấy vào thì lề giấy phải song song với lại vạch kẻ trắng. Đưa hết giấy vào trong khay và góc giấy phải đặt đúng với vạch kẻ vuông góc đã có sẵn ở trên máy. Đối với lại cách nạp giấy cuộn thì anh chị cũng có một vài thao tác cơ bản ở trên màn hình điều khiển giống như là cách nạp giấy rời. Đầu tiên thì anh chị hãy chọn biểu tượng Paper và sau đó chọn Roll. Màn hình hướng dẫn sẽ hiển thị là mở nắp của roll cuộn. Sau đó, anh chị cầm hai tay, lăn cuộn giấy và đưa mép giấy cuộn vào khay nạp giấy cuộn. Anh chị hãy lăn thật đều tay cho đến khi máy phát ra tiếng kêu pip. Và máy đã kiểm tra giấy xong thì trên màn hình sẽ hiển thị loại giấy. Ở đây Vân Hà đang sử dụng loại giấy thường, Vân Hà sẽ chọn Bond Encoded Paper. Sau đấy thì anh chị sẽ cuộn xuống dưới và chọn Blend Paper và ấn mũi tên xanh. Đậy nắp roll lại, như thế là đã hoàn thành. Nạp giấy vào máy in là một trong những cái thao tác vô cùng là đơn giản. Tuy nhiên, nếu làm sai thì sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn. Và Civitech ngoài cung cấp các dòng máy in khổ lớn A0 ra thì còn cung cấp vật tư tiêu hao như là mực, giấy in, đầu phun. Đặc biệt là còn cung cấp dịch vụ kỹ thuật sửa chữa tại chỗ trải dài từ Bắc vào Nam, được đào tạo bởi chính hãng HP và được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đấy thì còn có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm và còn rất là nhiều điều tuyệt vời khác ở Civitech. Số hotline 0932 385 480 hoặc 0353 434 668, địa chỉ số 68 ngõ 87, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vụ Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.